Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cu Quân Vlog. Hôm nay là một bạn khán giả lại yêu cầu mình rằng là anh ơi, anh thì gọi điện cho zombie vào lúc 3 giờ sáng đi mọi người nhá. Rất nhiều bạn khán giả yêu cầu comment như vậy. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ gọi điện cho zombie vào lúc 3 giờ sáng mọi người nhá. Thì theo như thường lệ thì bây giờ mình chỉ gọi vào lúc 3 giờ sáng thôi cho nó kịch tính mọi người, bởi vì cái trời thời thì cái mọi người vẫn biết là cái 3 giờ sáng ạ. 3 giờ sáng là gì? Cho bây giờ mình sẽ lên mạng mình tìm hiểu cho mọi người thôi, mình không cần lên mạng nữa. Mình nói sơ sơ cho mọi người biết là 3 giờ sáng là tại sao rất nhiều các bạn khán giả yêu cầu mình gọi điện vào lúc 3 giờ sáng, bởi cái giờ 3 giờ sáng là cái giờ cửa âm là tầng mở đó mọi người. Thì bây giờ là rất là nhiều bạn yêu cầu mình gọi điện vào lúc 3 giờ sáng. Thì hiện tại bây giờ là cũng gần 3 giờ sáng rồi. Mình sẽ gọi điện cho zombie mọi người nha. Mình gọi điện cho zombie cũng hôm qua mình cũng gọi điện cho Slenderman rồi. Hôm nay mình gọi điện cho zombie mọi người nha. Thì cũng như thường lệ thì trước tiên đi gọi điện cho zombie thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về zombie là gì. Zombie nó giống như cái kiểu là như một cái xác chết á, nó hồi sinh ấy, gọi là xác sống đó mọi người. Thì mọi người biết đến là zombie rất là nguy hiểm luôn, khi chúng ta mà bị nó cắn vào thì nó sẽ truyền bệnh cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ bị nhiễm zombie ngay lập tức. Thì đây là một cái thử thách rất là nguy hiểm, thì không biết là như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ gọi điện luôn cho nó nóng hổi mọi người nhá. Thì zombie khá là nguy hiểm thì mình sẽ gọi điện luôn. Ok, thì cũng như thường lệ thì bây giờ mình sẽ gọi điện cho zombie luôn. Tìm số zombie nào. Tìm số zombie. Zombie không có đấy chứ mọi người. Mới có số zombie không ấy. Tóm lại là mình chỉ nháy thôi mọi người nhá, chứ mình không gọi. Với việc gọi là nó mất nhiều tiền đấy mọi người, cho nên là mình không bao giờ mình gọi, nên là nhiều bạn cái bữa sau không gọi điện trực tiếp, bởi vì gọi điện trực tiếp là nó rất tốn rất rất là nhiều tiền, cho nên là mình sẽ không gọi. Ok, mình đã nháy cho zombie rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi xem zombie nó có quay lại không mọi người nhá. Zombie quay lại thì rất là nguy hiểm đó mọi người ạ, bởi vì là cái thời gian này là mọi người đi ngủ hết rồi, chỉ có một mình ra đây mình ngồi thôi, cũng hơi lô lùa. Mô Phật đừng 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 nó gọi, nó gọi tới thì nguy hiểm lắm mọi người ơi, không biết nó có tới không, chắc chắn nó không gọi đâu mọi người, chờ lâu đấy nhưng mà chưa thấy gọi, chưa thấy zombie quay lại thôi mọi người, hay là nó không gọi không mọi người. Nhưng mọi người nghĩ là zombie hôm nay có quay lại về cho mình không, mình cũng hơi lo đó mọi người. Gọi điện một lúc 3 giờ sáng này rất là run sợ, không biết là zombie nó có gọi điện cho mình không. Chắc chắn là không gọi đâu mọi người. Hay là hôm nay mình ôi trời, nó gọi đây luôn đây. Có được nhiều mình không ơi. Cứ để cho nó gọi thêm một lúc nữa xem thế nào mọi người nhá. Cái đấy cứ gọi thêm một lúc nữa đi. Gọi thêm một lúc nữa, nếu như mà nó thực sự mà nó cần mình là nó sẽ gọi liên tục mọi người nhá. Cứ để im xem một lúc nữa xem thế nào. Ơi, tắt máy luôn. Tắt máy luôn này. À, chứ mình nháy phát nữa đi. Mình nháy phát nữa mọi người nhá. Mình nháy phát nữa. Mình nháy phát nữa. Ok. Ôi, cậu ta có quay lại không mọi người nhá. Nháy phát nữa đi. Chờ đợi mọi người nhá. Xem nào. Dâm mùi zombie có quay lại không nào. Ai 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 ai. Thần kỳ quá. Anh em xem này. Lần này mình để lâu hơn một tí nữa có quay lại không mọi người nhá. Cũng hơi run đó mọi người. Thôi 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 thôi, bắt đầu mình nghe máy mọi người nhá, mình sẽ nghe máy luôn. Ấy dây đấy, ôi chết rồi, mình chạm vào cái nút tắt mọi người ạ. Làm thế nào đây, bây giờ làm thế nào mọi người hả? À, mình chạm vào cái nút tắt rồi, không biết có quay lại không. Ui, nó ế khách chào mới quay lại liên tục mọi người.
Bìa luôn, lần này chính xác này. Ok mọi người nhá, đó, bật loa ngoài cho mọi người nghe này. Này, bật loa ngoài này, đấy. Ok, xin chào. Xin chào ạ. Xin chào, đây có phải là zombie không ạ? Xin chào, đây có phải là số máy của zombie không ạ? Cái gì nhỉ? Tiếng gì mà nhìn ghê nhỉ? Tiếng gì mọi người? Mọi người thấy nghe tiếng gì không? Cái ghê ghê mọi người. Ôi dồi, tôi bước chân kìa. Trời ơi, anh em có thấy gì không? Mình không thấy gì hết mọi người. Chắc là camera người ta có thể nhìn thấy zombie đấy. Ui dồi, mình thấy hơi lâu luôn mọi người nhá. Vẫn quậy này. Ôi, cái gì đấy? Tự nhiên nghe tiếng sấm sét ở đâu cơ? Tự nhiên là nghe có tiếng sấm sét mọi người. Hơi lo sợ mọi người nhá. Tự nhiên nghe có tiếng sấm sét kìa. Không biết mọi người có sợ không? Ôi trời ơi, đâu. Lại có tiếng sấm sét luôn. Giật mình lên mọi người. Ôi, trời ơi. Số phút vẫn đang gọi này. Số phút vẫn đang gọi mọi người nhá. Đấy số phút mọi người. Bây giờ là được gọi được 1 phút 30 mấy giây rồi. Gọi được 1 phút 30 mấy giây đó mọi người. Để xem nó có tới không mọi người nhá. Sao mình thấy lô lô đấy nhỉ? Tự nhiên có tiếng sét. Ừ đó. Lại có tiếng sét. Có tiếng rên la gì ấy. Mọi người có thấy tiếng gì không? Trời ơi, hơi lùa đấy. Tiếng gì ấy nhở? Tiếng gì ấy, mọi người? Mình thấy hơi lùa. Tiếng gì đấy? Ôi trời, vẫn gọi được mọi người này. Thế thì xem nào. Đi vòng xem nào. Tiếng gì quá. Đấy. Vẫn đang gọi mọi người nhá. Cái gì nhỉ? Tiếng gì mọi người? Ui, nó vẫn gọi này. Sao nó gọi dài thế mọi người này? Mọi người xem này. Gọi quá dài luôn nhá. Ôi trời ơi, sấm sét ở đánh rồi mọi người. Hả? Sấm sét ở đâu đánh vậy nhở? Mọi người, cho sấm sét có nhỉ? Ôi trời, nó vẫn gọi này. Nó gọi sai thế nhở, lắm tiền thế. Bây giờ thế nào mọi người? Mình có thấy hơi lô lô mọi người ạ. Thôi, có lẽ là một tí nữa mình sẽ kiểm tra camera nó quay có được gì không mọi người nhá. Mình sẽ kết thúc cái video tại đây mọi người nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh, like và bình luận. Các bạn yêu cầu gì hãy comment bình luận cùng với mình mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người.